Công tác cứu trợ đồng bào bị lũ cô lập tại huyện Phước Sơn, hơn 500 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và huyện Phước Sơn đã băng rừng, treo núi, vượt suối, lội qua sình lầy để khẩn trương tiếp tế lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho hơn 3.000 hộ dân ở hai xã Phước Lộc và Phước Thành bị sạt lở chia cắt, gây cô lập hoàn toàn trong cơn bão số 9 vừa qua. Ngay sau khi đường từ thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn được khai thông đến địa bàn xã Phước Kim, Sở Chỉ huy Tiền phương tỉnh Quảng Nam ngay lập tức huy động phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ và tập kết tại xã Phước Kim để các lực lượng vận chuyển gùi cõng, cắt rừng để tiếp tế cho người dân tại các xã bị cô lập. Công việc hiện nay cũng đang triển khai là khẩn trương, tích cực để đảm bảo làm sao là cái lương thực này đến sớm nhất bà con của xã Phước Thành và xã Phước Lộc. Với đoạn đường dài hơn 10 km, địa hình khó khăn nhưng các chiến sĩ vẫn quyết tâm vận chuyển, mong đến sớm để cứu trợ cho nhân dân. Ngày hôm qua thì đã trinh sát xong đường, ngày hôm nay là đã tổ chức triển khai phương án gùi cứu trợ bằng đường bộ. Đồng thời, Sở Chỉ huy cũng đã tích cực, chủ động chỉ đạo cho lực lượng tại chỗ của xã Phước Lộc đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân đang còn bị vùi lấp. Sau nhiều nỗ lực vận chuyển bằng đường bộ lẫn hàng không, các lực lượng đã đưa được gần 25 tấn hàng tới nhân dân tại xã Phước Thành và xã Phước Lộc. Hiện việc vận chuyển vẫn đang được thực hiện khẩn trương để bảo đảm lương thực, thực phẩm cho người dân trong vòng 30 ngày.